Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Một giấc nghỉ trưa dưới tán cây rậm mát tưởng như đủ để xoa dịu mệt mỏi, nhưng nỗi bất an vẫn rình rập quanh khu rừng. Gió đưa mùi đất khô và cỏ đứt quãng, những tiếng động khẽ như tiếng lá sột soạt khiến mí mắt người Homo habilis chợt rùng lên. Khi hé mắt nhìn qua lớp lá, người Homo habilis thấy một con lợn rừng to khổng lồ đang tiến lại. Hai chiếc răng nanh dài ánh lên dưới nắng chiều. Cơ thể lập tức căng ra như dây cung. Người Homo habilis không do dự chạy một mạch tìm nơi an toàn. Khi đến một cây to, người Homo habilis ôm chặt thân cây, thoăn thoắt leo lên cao, tìm một chạc cây vững để tránh tạm thời. Dưới gốc, con lợn rừng không bỏ cuộc. Nó đi vòng quanh để đợi chờ ngay sát dưới thân cây. Tiếng thở phì phò đều đặn bền vào nhịp gió. Người Homo habilis ép sát vào thân gỗ, giữ yên mọi cử động, chỉ dám quay đầu thật chậm để canh chừng hướng gió và hướng di chuyển của kẻ săn mồi. Những phút đầu kéo dài như cả buổi. Rồi bóng nắng trên mặt đất dịch dần về phía tây, ánh sáng rơi qua tán lá thành những vệt thừa thớt. Con lợn rừng vẫn kiên nhẫn đứng chờ, đôi lúc dướn cổ lên, đôi lúc lùi ra rồi lại áp vào thân cây, như thử thách sự bình tĩnh của kẻ đang trù tránh. Đến tận lúc bóng tối kéo đến, con lợn rừng mới lặng lẽ bỏ đi, như thể đã chán nản với cuộc chờ đợi vô ích. Người Homo habilis giữ yên thêm một lát nữa để chắc chắn, rồi mới dám thả lỏng cơ bắp. Cơn mỏi ập đến, nhưng sự cảnh giác vẫn không rời. Trên cao, người Homo habilis gối đầu lên cánh tay, chợp mắt một chốc, tai vẫn căng ra nghe mọi thay đổi. Khi yên tĩnh kéo dài đủ lâu, người Homo habilis mới bắt đầu tụt dần xuống, bấu kỹ từng mấu vỏ cây, chạm chân vào đất nhẹ như chạm vào mặt nước. Không muốn ở lại nơi vừa suýt gặp hiểm nguy, người Homo habilis chạy thật nhanh khỏi vùng đó, men theo lối cỏ thấp để hạn chế gây tiếng động. Nhưng thật không may, con lợn rừng vẫn từ xa quan sát. Đôi mắt nó lóe lên trong bóng nhờ nhờ, rồi dáng đen đặc trườn ra từ mép bụi. Nó bắt đầu đuổi theo, tiếng bước nặng đuổi dồn vào sau lưng. Người Homo habilis lập tức đổi hướng, không chạy bừa vào rừng rậm, mà chạy vào những nơi có các tán cây to con đường dẫn về phía cái bẫy mà bộ tộc đã đặt sẵn từ trước. Nhịp tim dồn dập như trống, nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Người Homo habilis liên tục nhìn nhanh các mốc đã thuộc trong đầu tảng đá bám địa ý. Bụi cây có thân cong, chiếc rễ nổi như cách cung rồi rẽ đúng vào lối hẹp dẫn tới bãi bẫy. Con lợn rừng hăng máu bám sát, khoảng cách giữa hai bên gần như không đổi. Và rồi, khi người Homo habilis lấp dưới tán lá để ngụy trang trú ẩn, tiếng rắc nặng nề vang lên. Mặt đất ở điểm tiếp theo bỗng sụt nhẹ, lá khô tụt xuống theo, đồng thời tiếng réo hò bùng lên từ rìa bìa cây. Bộ tộc đang nghe tín hiệu. Tiếng réo hò vang lên cũng là lúc con lợn dính bẫy. Khi mọi thứ đã an toàn, họ thu dọn, cùng nhau khiêng con lợn về hang trú ẩn theo con đường đã khai thông từ trước, vừa đi vừa đổi vai để giữ nhịp đều. Trong hang, lửa cháy bập bùng. Những bó cành khô bắt lửa nhanh, dần nhường chỗ cho than hồng rực. Mùi thịt thơm ngon lan tỏa khắp rừng núi, quyện với khói mỏng thành một luồng ấm lan ra tận cửa hàng. Người Homo habilis cùng mọi người chia phần, đặt từng miếng thịt lên giàn nướng, chờ đều tay để lửa ăn vừa phải. Tiếng nổ lép bép của mỡ rơi vào than, tiếng người trò chuyện ngắn, tiếng trẻ con thì thầm bên góc tất cả đan vào nhau thành một không khí yên ổn khó kiếm giữa ngày dài bất trắc. Khi ăn uống no nê, người Homo habilis rời bếp lửa, đi tới dòng sông gần đó để tắm mát. Người Homo habilis cúi người dội nước lên đầu, để dòng nước trườn qua vai, cảm nhận thớ cơ như được giãn ra sau một ngày căng thẳng. Những vệt nắng cuối cùng nhảy múa trên mặt nước, mặt sông yên,
như một tấm gương lấp lánh. Sau khi tắm mát, người Homo habilis không quay thẳng về hang, mà trèo lên một cây cao gần bờ để canh gác và tìm kiếm con mồi tiếp theo. Từ trên cao, tầm nhìn mở ra, thảm cỏ phía xa như một tấm thảm ngả màu, bìa rừng đậm hơn vì bóng tối dâng lên. Ngày mới vừa lên, người Homo habilis cúi xuống mép đất ẩm, phát hiện ra dấu chân một con vật in sâu trên nền cát khô. Các dấu in đều hướng đi rõ ràng, kéo dài dọc theo bìa cỏ. Người Homo habilis đi theo, bước nhẹ, mắt luôn bám theo chuỗi dấu mờ, tai lắng nghe tiếng động nhỏ nhất. Qua một quãng dốc thoai thoải, người Homo habilis thấy trước mặt là một ổ trứng to. Người Homo habilis nín thở, quan sát kỹ càng, nhìn quanh, lắng nghe, rồi mới nhích lại gần, kiểm tra xem có chuyển động nào lẩn khuất trong cỏ thấp hay không. Đúng lúc ấy, một con đà điểu khổng lồ xuất hiện, lao thẳng đến. Nó quạt cánh mạnh, chân đạp đất, tấn công bất ngờ khiến người Homo habilis phải xoay người né tránh. Cú húc ngang làm người Homo habilis trượt chân, ngã lê dưới mặt đất. Chưa kịp đứng dậy, người Homo habilis đã nghe tiếng chân khác đập trên nền đất. Một người Homo habilis khác chạy đến giúp đỡ, lao vào đánh nhau với con đà điểu. Dùng thân mình nhảy lên, hò hét để dọa, tránh cú mổ thẳng và các pha quạt cánh dồn góc. Với lợi thế dáng người to lớn, người Homo habilis mới đến đứng chắn vững hơn, lấn dần không gian, chặn các góc áp sát, buộc con đà điểu phải lùi bước. Sau vài lần thốc tới rồi giật lùi, con đà điểu chùn lại, quay đầu và chạy khỏi ổ. Khoảng đất trước mắt yên hơn. Người Homo habilis tiến lại ổ trứng, vẫn không bỏ thói quen quan sát, nhìn bìa cỏ, nhìn đường chân trời, rồi mới cẩn thận lấy trứng. Người Homo habilis bóc vỏ, thưởng thức ngay tại chỗ, ăn chậm để giữ sức và giữ tai mở cho mọi âm thanh lạ. Vị béo và ấm lắng dần cái đói, nhưng mắt họ vẫn không rời cảnh giới xung quanh. Một lúc sau, các con đà điểu khác quay về tổ, bắt gặp ổ đã vơi trứng. Nhận ra trứng của mình bị ăn và mang đi, chúng lập tức xáo động, quạt cánh, đi qua đi lại tìm dấu, rồi tỏa ra để lần theo mùi và dấu chân còn in trên đất. Tức giận, chúng bắt đầu lùng sục quanh bãi, hướng thẳng về dải cỏ nơi hai người vừa ngồi. Ta. Người Homo habilis đã leo lên một cây cao gần đó để quan sát từ trước. Từ trên cao, người Homo habilis nhìn thấy chúng tiếp cận, nhận ra nguy hiểm đang ập đến. Không chần chừ, người Homo habilis tụt xuống nhanh, lao về phía người vợ người Homo habilis, vừa chạy vừa ra hiệu. Hai người họ lập tức ôm gọn phần trứng còn lại, quay lưng tháo chạy. Vừa tới cửa hang, hai người lách vào trong, chọn đoạn sâu và hẹp để đứng tránh. Bên ngoài, các con đà điểu đứng canh ngoài cửa hang, đi qua đi lại, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn vào đoạn tối. Không dám manh động, chúng thay nhau đi quanh lối vào, như thể chờ hai người ra ngoài để áp sát. Bên trong, hai người giữ im lặng, hạ nhịp thở. Thời gian trôi chậm, ánh sáng ngoài cửa hang dần ngả màu, rồi tối sẫm. Các con đà điểu vẫn rình ở mép lối vào, bước chân nện nhẹ trên nền cát khô. Đến tận tối, khoảng không trước cửa hang mới vắng tiếng chân. Hai người ghé sát tai, lắng nghe thêm một lúc lâu nữa, rồi mới thận trọng nhích ra. Họ ôm theo quả trứng còn nguyên, đi bước nhẹ khi ra khỏi miệng hang, mắt luôn quét qua hai phía. Khi đã cách cửa hang một đoạn đủ an toàn, họ tản ra theo kế hoạch quen thuộc. Người vợ người Homo habilis quay lại sâu trong hang động để giữ phần trứng và nghỉ ngơi. Người chồng người Homo habilis biết nguy hiểm luôn rình rập, nên lập tức chạy đến chỗ có cây cao gần nhất để quan sát và canh giữ cho người vợ người Homo habilis trong hang.